Hello các bạn, sau khi mình công chiếu video Đá Banh Chạy Trốn phần 1 thì có rất nhiều bạn yêu cầu làm phần 2. Ok luôn, nhưng đầu tiên phải cho các bạn lên TV cái đã. Lên. Để coi bạn nào đây. Đầu tiên thì mình nhấn tìm kiếm Đá Banh Chạy Trốn ở trên kênh nha các bạn. Thì chúng ta đã có bạn Xuân Nhi 3A154 Đá Banh Chạy Trốn đi lên một đẹp dai. Nếu anh làm kêu câu hỏi vào tim anh luôn. Ok. Bạn V Chinh Thị 577 và Đá Banh Chạy Trốn phần 2. Bạn Tường Trần 9881, chị làm video Đá Banh Chạy Trốn phần 2 đi. Bạn Anh Trâm, bạn Hải Minh, bạn Cây, bạn Ngọc Chanh Ta, bạn Diệu Thảo Ly, bạn Huy Ngọc, bạn Phan Mèo, bạn Hồng Nguyệt, bạn Lê Minh Huy, bạn Thảo Tâm. Những bạn nào đã yêu cầu Đá Banh Chạy Trốn phần 2, let's go thôi. Và nếu bạn nào chưa biết về Đá Banh Chạy Trốn thì anh sẽ chiếu lại một đoạn cho các bạn biết về Đá Banh Chạy Trốn là thế nào nha. Mình đã bắt được 5 người rồi nha các bạn. Cái gì? Giờ chỉ còn một mình bé Báo thôi hả? Rồi. Bé Báo ơi, mình đặt hết niềm tin của mình dành cho bé Báo. Lá cây đứt, lá cây mông, em xây vòng vòng, em xây vòng vòng. Bé Báo ra giải cứu nào rồi? Bé Báo đã giải cứu đồng loại được 5 con Kiki đã được chạy. Lại nữa là đi kia con anh người đó quá luôn chạy dữ không em. Ở phần 2 này người bắt kế tiếp chính là chị Vi. Một kinh nghiệm của đợt trước thì đợt này anh Mon giao là mỗi người bắt chỉ có được 25 phút thôi và đồng hồ bấm giờ ở đây. Thì khi nào chị Vi đặt trái banh xuống thì chị Vi sẽ bấm giờ nha các bạn. Trò chơi của chị Vi chính thức bắt đầu. Cho con ghẻ yêu dấu nó đi giữ đường luôn nha các bạn. Chuẩn bị trả thôi. 1, 2, 3. Trả lại thôi. Anh Mon sẽ trốn một chỗ rất là gần chị Vi luôn. Muốn gãy cái chân luôn vậy trời. Mon độc ác. Một lát nữa mình sẽ đá cho anh Mon bay tuốt ngoài vũ trụ luôn nha các bạn. Mình thấy cái chỗ này á, nó khá gần cái chỗ chị Vi bắt tụi mình nha. Cho nên mình sẽ trốn ở phía sau này. Mình sẽ núp ở sau cái bụi cây này nha. Chừng nào mà có thành viên nào bị bắt, mình sẽ lại đá cho banh giải cứu tụi nó nha các bạn. Đầu tiên là mình sẽ đi vòng vòng khúc này, mình quan sát cái nha các bạn. Mình chưa đi xa được tại vì lỡ mà mình đi hú một cái là tụi nó chạy ra, tụi nó đá trái banh là mình thua luôn á. Chị Vi đâu? Oh, chị Vi đang khá là gần nha. Trời trời, trốn đôi chân vậy trời, không thấy bóng người luôn á. Chỗ này nó lòi cái chân anh Mon ra rồi. Hy vọng chị Vi sẽ không thấy. Rồi, tới công chuyện rồi các bạn ơi. Mình phát hiện ra một con chuột. Con chuột này hơi bị già luôn á. Thấy anh Mon. Gì chị trời, ngủm lẻ vậy. Thấy anh Mon rồi nha các bạn. Tùng tùng. Một con chuột đầu tiên nha các bạn. Chị phát hiện anh Mon rồi. Tụi mình có nên đi giải cứu anh Mon không? Chắc là nên. Cảm giác của anh khi bị bắt là thế nào? Cạn lời luôn rồi. Này thì đá trái banh cái tuốt ngoài bãi cỏ này. Giờ sao tới mình muốn cứu anh Mon quá à. Bây giờ là 3 phút rồi nha các bạn. Thời gian trôi nhanh lắm luôn. Bây giờ mình thấy là cũng đã tới lúc để mình hành động rồi đó các bạn. Tụi nó trốn đâu hay dữ vậy ta. Đó chính là đi ra suốt trái banh để cứu anh Mon nha các bạn. Không có đứa nào gần khu vực này hết. Chuẩn bị 1, 2, 3. Ôi, một con gà đang bị khát nắng. Chính là con gà Mon. Nắng bể đầu luôn rồi bạn ơi. Tức quá các bạn ơi, tức quá mình chạy không kịp thằng anh. Chắc mình tốt này lộ kìa các bạn. Thì ra đằng sau cái bảng hiệu trốn mới được. À, tôi phát hiện có hai con gà. Chưa bao giờ chơi trốn tìm mà mệt mỏi vậy hết các bạn ơi. Lúc nãy đi lượm trái banh thì mình xác định là tụi nó không có ở trên khu vực phía trên kia nha các bạn. Nãy mình mới thấy chị Vi nha các bạn. Thì chị Vi ở đằng kia. Bây giờ anh Mon sẽ đi ra từ từ, đi ra từ từ. Từ gắn núp cho mấy cái bảng hiệu.
Bây giờ mình sẽ thực hiện trái thứ hai nha các bạn. Các bạn ơi, có hai bạn fan muốn chụp hình với mình nhưng mà bây giờ mình sẽ cho hai bạn fan này vô clip của mình luôn. Ok. Rồi lên nha. Rồi, quá đẹp luôn. Clip này cho cỏ tuần sau chị mới đăng nha. Nhớ vô coi á. Cảm ơn hai đứa nha. Chị đi kiếm tiếp đây. Phải cái chuông thiệt chứ. Đó là tao ai ghẹo gì bạn? Thằng Thanh. Ủa vô nghĩa vậy trời. Mình nghĩ chắc chị Vi bị đừ với thằng Thành luôn á các bạn ơi. Không biết anh Mon bị bắt chưa nữa các bạn. À đó là anh Mon tưởng nó đã bị bắt rồi, anh Mon giải cứu nữa. Anh Mon chạy đứt hơi luôn. Mình thấy anh Mon chạy phía sau này nha. Chị đang để gân, chị đang để gân. Bây giờ mình sẽ chạy thật nhanh lại đó cho anh nha. Mình đã dẫn hết nội công của mình và sẽ chạy kịp thân tài nha. Chạy ơi, mới định nói với mình mà bị bắt luôn rồi. Thôi, xém nữa là anh Mon bị chị Vi bắt rồi. Hên là thằng Tài với Nhi bị chị Vi thấy hay gì á. Nên chị Vi định nghĩ ngược anh Mon nè. Trời ơi, muốn gớt cái trái tim ra ngoài. Khát nước quá các bạn ơi. Mình mệt quá. Sorry các bạn nha. Tại vì nãy giờ mình chạy nhiều quá, mình mệt quá trời luôn mà không có nước uống. Giờ chị Vi đang ở khá gần với khoảng cách của trái banh. Trận đấu này thật là mệt mỏi. Thằng Thành chạy hết nổi. Con gớt trái tim mà luôn, không có chịu thua đâu. Đội hình này quá mạnh. Chị Vi thì như một con gà công nghiệp nên đã xỉu. Ok, bây giờ là 8 phút rồi nha các bạn. Mình sẽ cố gắng nhanh thật nhanh để đi bắt hết mấy con chuột nha. Giờ nguyên đá thì mình sẽ tiếp tục đi trốn. Thằng Thành nó cứu thằng Tài nha các bạn. Nó đá trái banh lần thứ 3. Mình thấy chị Vi là muốn bắt hết nổ luôn rồi, cho nên mình sẽ ngồi đây trốn nha. Bây giờ mình có lết mình cũng phải bắt cho được tụi nó các bạn. Tại vì tụi nó trên ra. Chuẩn bị đi săn anh Mon với mình nha. Skibidi đớp đớp đớp, skibidi yết 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 yết. Mình nghe tiếng anh Mon ở gần đây các bạn. Anh Mon bật chế độ lầy lên nè. Tài ơi đừng có trốn sao các bạn hiểu nha Tài. Ủa rồi đó bà. Anh Mon nói trốn mình ra luôn rồi. Trốn sao bạn hiểu chứ Tài, trốn sao cái cây chứ Tài. Anh Mon chưa nhớ kìa các bạn. Anh Mon chưa nhớ. Thằng Tài với anh Nhi. Ủa có anh Tài hả? Có một mình thằng Tài nha, đầu tiên là thằng Tài. Rồi giờ mình sẽ thực hiện trái thứ tư nha các bạn. Tham lam. Mời thí sinh đã lên dĩa. Thôi anh Mon sẽ tắt chế độ lầy và anh Mon sẽ bắt chế độ Super Mon. Thằng Thành. Cuối cùng thì nó cũng bị bắt. Mình sẽ không cho nó đẻ trứng đâu nha. Chơi quá bịa rồi. Chơi mà đi nói chỗ núp của người ta. Hết nói nổi rồi. Còn anh Mon, bé báo, Nhi, chứ hơn sau. Chế độ Super Mon giải cứu một Thành với heo. Chuẩn bị ra bạn ơi. Thủ đoạn vô biên mưu hèn kế bẩn. Cay quá hả? Chị Vi mãi mãi là một con gà công nghiệp. Trò này chơi rất là khó thắng nha các bạn. Chưa bao giờ mình chơi trò trốn tiền mà nó khó thắng như vậy luôn á. Thôi là hồi nãy chị anh Mon đá được chế ba không, thôi là mình đã out game rồi. Trời ơi, nước đâu rồi? Mình đã nghĩ sai về anh Mon rồi. Anh Mon nghĩ con ghệ yêu dấu của anh Mon sẽ bị đừ nha bạn. Bởi chị Vi không có sức chạy rồi, chị bị yếu quá mà.
và chị Vi rất là gà. Bây giờ mình sẽ đi mép mép coi có ai bị mà kiểu như bị chị Vi bắt không, mình sẽ ra chị giải cứu. Ý tưởng mới gặp nhau nữa rồi. Yeah, chúng ta có vẻ sẽ được chất chùm đó. Bật chế độ lầy của Mon. Có đục đục nội bộ rồi các bạn ơi. Chị Vi ơi, thằng nó trốn chỗ này nè. Bây giờ trước khi đi kiếm, mình sẽ dành một phút để ngồi đây để lấy sức mà chạy thì bắt tụi nó các bạn. Chắc chắn 100% luôn, chị Vi không bao giờ tìm được mình. Cho bạn nào thắc mắc thì khi nào chị Vi đặt cái banh xuống mà chị Vi thấy cái người mà đang người bị bắt á thì chị Vi mới được phép tùng, còn chị Vi còn cầm cái banh là chị Vi không được tùng nha mấy bạn. Ok, một phút rồi nha, mình đi kiếm tụi nó thôi. Xem em đi catwalk nè. Ơi ê, mong coi cho thằng Thành khi nào bị bắt nha mấy bạn. Không có đủ level nói chuyện với chị đâu ha. Coi chừng nó đi catwalk mà tới mức độ nó ra đá là chép anh luôn á. Này, bố mình nhịn lâu lắm rồi đi nhá. Không có đứa nào ở đây hết. Giờ mình xác định là tụi nó trốn ở đâu rồi nha các bạn. Nó giờ chưa đá thì chép anh để anh mong. Chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất. Mình sẽ chạy để tìm chỗ trốn mới nha. Khi cuộc sống quá dễ dàng, các bạn hãy chơi trò này để cuộc sống khó khăn hơn. 17 phút rồi nha các bạn. Còn vài phút nữa thôi là hết thời gian của mình. Yeah, mình thấy hình như là cái đầu đen đen, đúng không? Thành, mày cách dưỡng thiệt á chứ. Hết hồn, anh Mon tưởng nó chỉ bị thấy anh Mon. Đâu không? Mình nên xử lý con chuột này thế nào đây các bạn? Chúng ta di chuyển ngay từ từ các bạn ạ. Yeah, mình thấy anh Mon. Tông, anh Mon đang núp sau cái cửa đó các bạn. Mình trốn quá gần mà nó bị lộ quá dễ luôn. Mình sẽ canh coi chị Vi đi sao, mình sẽ lại đá cho banh dễ cứu anh Mon nha các bạn. Giờ đi kiếm mấy đứa kia nữa, mình nghĩ tụi nó hơi bị xa luôn á. Ngân ứng kế bên cái thùng rác màu xanh luôn. Má hiếp hấp vậy. Ôi các bạn ơi, các bạn ơi, mình thấy Skippy đi toilet rồi các bạn. Trời ơi, chỉ trốn tìm được gặp idol. Bé bá sẽ đi giải cứu nha các bạn. Giải cứu những thành viên kia. Yeah, thấy sao với bé Bảo? Rồi rồi, tới công chuyện rồi. 1, 2, 3. No. Trời ơi. Trời ơi các bạn ơi, nó chọi ngược lại rồi. Chạy. Ai anh Tài, Tùng. Mình giải cứu ai rồi kia, mình bị bắt luôn rồi. 22 phút rồi nha các bạn, còn 3 phút nữa thôi. Đây là thanh lò xo 100kg nha các bạn. Trời ghê chưa. Bẻ thêm lần thứ hai nè. Đó. Sắp hết thời gian rồi. Yeah, thấy bé báo chỗ vòng đô quay. Khoan sao ở vòng đô quay, thấy tại sao bất tồn, sao cái cột. Các bạn đăng ký với lại like nhiều vô, đặng cho tụi mình có nhiều động lực để làm những clip hát hay hơn nha các bạn. Đúng rồi. Tụi nó vẫn chưa biết là tụi nó bị bắt nha các bạn. Vừa hết thời gian luôn các bạn ơi. Mình nói chung là thua cuộc rồi. Thí sinh kế tiếp sẽ giữ đó chính là Bé Báo. Một hồi mình sẽ bật haki cho mấy bạn coi nha. Bé Báo đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Đó nha. Đây. Giờ muốn nhẹ nhàng hay là giữ giữ? Giữ giữ. Bật chế độ giữ giữ lên nha các bạn. Một tẹo nữa là trái banh nó bay ra trong cái hồ bơi luôn là ngon đó bạn. Còn những người tàn ác thì được sống thảnh thơi. Các bạn ơi, mình sẽ đi đường tắt để ra chỗ trái banh thật là nhanh nha các bạn. Mình sẽ lụm trái banh. Yeah. Hai,
xin chào cả nhà yêu của em. Nếu các bạn hãy nhớ nhấn like video, bình luận vào video và nhấn chia sẻ video để cho video được có nhiều view hơn. Mình nghĩ ở vòng vòng đây sẽ có người. Rồi mình sẽ đi kiếm một vòng nha các bạn. Hey, con nhảy ra mà anh. À, hai ba cái đá lẻ, hai ba cái đá lẻ con thấy. Mày hoài con ơi. Mày còn nhẹ nhàng mệt. Thằng Thành nó chạy ra nó đá rồi nha các bạn. Hồi nãy mình vừa mới cứu anh Mon với Nhi một mạng luôn á các bạn. Giờ mình sẽ ngồi đây chờ đợi và giải cứu mọi người nha. Mình chính là siêu nhân xám đục nạn cám nha các bạn. Anh mình có hai đồng minh rất là vững chắc luôn nha. Các bạn ơi, thằng Thành nó chơi hay quá. Mình kiểu như là Ý thấy thằng Tài. Hello bạn nha, mình lại tiếp tục bị bắt rồi. Tùng thấy thằng Thành Tùng. Thằng Thành nó bị bắt rồi, anh mau tính chạy ra. Tìm anh mau nó thòng xuống dưới cái gót giò luôn rồi. Mình nên cảnh giác với anh Mo, tại vì anh Mo có thể chạy ra đường đó hoặc là chạy ra đường này. Bật chế độ Mo nghiêm túc. Mình đang cố gắng giải cứu thằng Tài và anh Thành. Không cho chạy. Hey Mo. Lộ ổ của anh Mo luôn rồi. Còn 3 đứa thôi các bạn. Hai con Nhi. À, anh mà nói là phải công nhận bé báo rồi, một trong những thí sinh mà chơi rất là đẳng cấp luôn á. Bởi vì nó dám đi hết những bản đồ để nó kiếm các thành viên nha các bạn. Mình nghĩ là ở trong cái chỗ kia là sẽ có người nha các bạn. Mình không biết thương nó đi xa chưa nữa mà không thấy. Chúng ta đã có liên minh để cứu. Trời ơi, trời ơi, đã gặp lại. Anh đá nhẹ xìu. Mình vừa giải cứu nguyên một đám, nhưng mà trái banh của mình đá nó gần quá, cho nên bé báo phát hiện tụi mình rồi các bạn. Mình nghĩ là ở trong đây sẽ có người. Sao mình đi đâu mình cũng gặp anh Mon hết vậy các bạn? Bật chế độ Mon lại nha. Anh Mon làm như vậy để cho nó qua bắt anh Mon để mà. Thấy rồi, thấy chưa, kế hoạch của anh Mon quá hay các bạn ơi, tại vậy khác rồi. Wow. Yeah. Đấy rồi, kế hoạch của anh Mon. Nhưng mà giả bộ cho mấy báo thấy anh Mon để cho anh Tài chạy ra cho các bạn. Lần này bé báo khả năng cao là sẽ đi giữ đừ luôn nha các bạn. Bê tông. Đúng rồi, hay quá vậy. Hi, xin chào cả nhà yêu đang làm gì đó? Bé báo đâu rồi, hay đó. Hey Mon. Thấy anh Mon là con gà lên dĩa. Mình thấy hai đứa đó đứng gần lại là biết nghi rồi. Ôi, thì ra kế hoạch của anh Mon đã bị bé báo phát hiện từ đâu rồi sao? Giờ mình sẽ đi ra chỗ này để xem tình hình. Ê, thấy thanh niên Tài. What the? Đây, bị bắt nó rồi. Ê, ai vậy ta? À, có người đã cứu anh Mon. Anh em ơi. Mạnh lên Tài ơi, mạnh lên. Trời ơi, nó đá mạnh dữ vậy.
chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất nha. À, chỗ là chỗ của thằng Tài hồi nãy. À, nhưng với một phong cách khác. Là nãy nó ngồi còn giờ anh Mon nằm đúng chứ. Da nóng, nóng quá trời luôn. Trốn ở dưới cái cầu thang. Tôn. Bật chế độ Mon nghiêm túc. Nhi kìa các bạn. Hay con Nhi. Tôn. Con Nhi kìa các bạn. Con Nhi với thằng Tài nó đi chung nhau nên là mình phải kiểm tra kỹ cái khu đó mới được. Trời ơi các bạn ơi, con thứ nó đang đi lại gần đây. Vô sao vô. Sao ơi. Vô. Thấy con ngon. Tôn. Thấy con sâu rồi nha các bạn. Nghiêm túc thiệt nè. Nghiêm túc. Mình trốn ở đây thì bé Bao có thấy không ta? Sao tự nhiên mình gung mất các bạn ơi. Chị không bao giờ tin tụi em được nữa. Chị không bao giờ tin tụi em được nữa. Mày đụng ngay ổ kiến lửa rồi. Hey Mon. Ủa đâu mà thấy? Tôn. Ở sau cái miếng đó kìa. Bây giờ mình sẽ cố gắng chạy thật nhanh lại đá được chiếc banh như các bạn. Tại vì mình phải cứu 4 đứa nữa lần. Mình nghĩ là ở sau cái thùng đó sẽ có người nha bạn. Có heo dạy cứu khỉ rồi. Heo ơi dạy cứu khỉ rồi. Cứu ai đó. À. Cứu được nữa rồi các bạn ơi. Khỉ cảm ơn heo vì heo đã cứu khỉ nha. Ồ, chỗ này hơi bị ngon rồi các bạn ơi, chỗ này hơi bị ngon luôn. Cho dù anh Mon có không biết anh Mon được trong này đâu nha, trong này nó rất là kín luôn. Ở trên lại có cái nóc nè, ở sau lưng có một cái cửa đi vô thôi. Mệt quá à. Trời ơi, bà nội còn la lên có ai ở đây hết đó. Làm như người ta không, làm như người ta không tin gì trời. Thấy anh Mon ở sau cái miếng bạc màu xanh rồi nha các bạn. Thấy anh Mon ở sau miếng bạc màu xanh là sao thấy được, bởi vì hai đồng minh của anh Mon quá đẳng cấp luôn đó. Theo anh Mon nó còn nói với Bao Bảo là không có ai trong này hết á. Bị thấy rồi, nó còn lên bị thấy rồi nữa kìa các bạn. Nó sợ người ta không biết anh Mon bị bắt. Hai nhà ngươi khác nào, hai nhà ngươi là gián điệp của Bao Bảo đúng không? Em không. Anh Mon đi trốn đâu, hai mẹ đi theo chi vậy? Người mà nãy giờ mình kiếm không thấy nhiều nhất đó chính là chị Di với lại con ngân chuột nha các bạn. Hai người đó trốn kỹ thiệt chứ. Mình sẽ di chuyển ngay chỗ khác giống vậy nè các bạn. Không thôi là con thương nó sẽ đi vòng vòng chỗ đó, nó thấy mình ở đó. Mình nghi ngờ là chị Di có thể trốn ở sau cái nhà văn hóa nha các bạn. Trời ơi, không gặp chị ngoài đời luôn á. Hello. Hello vô clip không? Mình đi trốn tìm được hai bạn fan của mình. Gặp chị ngoài đời luôn á. Em thấy tóc chị nè. Dạ, cảm ơn nha. Cảm ơn hai đứa coi tóc của chị nha. Dạ. Trời ơi, chị đang chơi trốn tìm. Chị đi nha. Bye bye hai đứa nha. Ok anh em ơi. Mình sẽ cố gắng chạy thật nhanh. Lại đá cho banh lần nữa nha các bạn. Vậy là chỉ còn tại chị Di thôi và chúng ta đang có một con heo. Heo chạy cứu khỉ nữa rồi. Chạy. Con heo ra cứu hả? Nguyên đám hết luôn rồi nha bạn. Chỗ này ngon lắm luôn á. Đó chính là sao chiếc xe tán tải trà bá lửa này nè. Bây giờ mình sẽ đi ra cái đằng hồi chỗ nãy mình trốn nha các bạn. Muốn được lên thì dây dòng qua đây cho lên. Hello các bạn đi. Hello các bạn. Mình là đồng đội của anh Mon với anh Hà. Thấy thằng Tài.
Coi như mình đã cứu được mọi người nha các bạn. Cút qua. Bé báo đang lại gần chỗ anh Mon rồi. Anh Mon gung như một con cầy sấy. Con cày đã lên dĩa rồi. Nó ở khá gần chỗ trái banh cho nên mình không có dám mạo hiểm tính mạng ra để đá, để cứu Tài với anh Mon nha các bạn. Làm sao mình cứu được anh Mon với anh Tài vậy ta? Chuột xanh, chuột đỏ, chuột vàng, gà giải cứu được rồi. Thôi, anh Mon nhớ một ông này quá, ông này nổi tiếng lắm luôn á. Kibi đi toilet. Cái gì vậy bà nội? Chị Vi đang làm cái trò gì vậy? Nên anh sẽ bật chế độ Mon này. Skibidi đi đáp đáp đáp. Skibidi đi yep yep. Hai Mon. Đủ rồi đó bà. Tôn. Mỗi hả có hai câu à. Thấy anh Mon nữa rồi. Trời ơi anh Mon làm gì lạ dữ vậy trời. Bây giờ mình sẽ đi lại cứu anh Mon nha. Liệu heo. Khánh Tài. Khánh Tài chứ. Đó liệu heo có cứu khỉ nữa không? Khánh Tài. Mới định ôm. Ôm giấc mơ đi cứu anh Mon mà chết luôn rồi. Ý thấy anh ta. Không phải nha. Thấy anh ta à, nói sao với Tôn. Tôn. Hi, Linh đó xin chào cả nhà. Chị Nhi kìa các bạn. Khỉ xanh, khỉ xanh đi ra cứu từ bên rồi. Đá là khỉ xanh ơi. Hay quá khỉ xanh ơi. Đá cho bạn cái tính lộ luôn các bạn. Không có ai ở trong đấy hết trơn hả bạn? Thành nó nói, Hương nó dòm thấy địa điểm của tụi mình nên tụi mình sẽ chạy nha các bạn. Anh Mon gọi ra vừa dễ quan sát bé báo mà vừa dễ chạy ra đá luôn nha bạn. Cái băng rơi màu đỏ đỏ trên đầu anh Mon là cái chỗ cái trái banh đó. Ui, trái banh lại tới rồi, trái banh lại tới, bé báo đang xuống. Mình lại tiếp tục ngồi chỗ quen thuộc của mình nha các bạn. Thấy, thấy chị Di, thấy con sâu. Em báo nó thấy chị Di với con sâu nha bạn. Xem được thấy anh Mon luôn. Trời ơi, tốc độ bắt nhanh kinh khủng luôn á. Bắt một lượt 4 đứa luôn rồi. Ngon chuột. Tung tung tung. Mình đi hết rồi các bạn. Trời ơi, chạy ngang vậy mà nó cũng thấy luôn. Bây giờ chỉ còn có khỉ. Khỉ và heo. Khỉ và heo, heo ơi, đâu rồi heo? Bây giờ mình sẽ bật chế độ giải cứu anh em mình nha các bạn. Khỉ và heo sẽ ra giải cứu tất cả mọi người. Bật chế độ Superman. Các bạn ơi, mệt quá à. Bây giờ mình sẽ lấy lại tinh thần bằng những ha những cái gì những skill lắc đít nha. Trời trời nó làm cái gì trời. Trời ơi nó bị sáng nắng bây giờ nó đứng ở ngoài nó đứng nó nhảy. Thời gian vẫn còn khoảng tầm chừng tới 3 phút 5 phút gì đó cho nên thành ra là bé báo vẫn có cơ hội chiến thắng nha. Mà không dám coi luôn bây giờ nếu bây giờ một trong anh một hoặc là anh Tài mà bị bắt là coi như chúng ta gần như là thua hoàn toàn luôn các bạn. Đây, cưng vũ bé báo đi là chỗ cưng đi. Anh chạy đường này ra được không? Ok. Chị cưng chạy, chuẩn bị chạy ra nha. Các bạn ơi, mình sắp có cơ hội rồi. Anh Mon sử dụng chiếc dép của anh Mon để dụ ha, dụ con bé báo. Wow. Wow. Cái dép ở đâu mà tự động vậy trời? No. Ai vui sợ nha. Dép ở trên cây rơi xuống ha mọi cái vẹn. Tài chuẩn bị nha Tài.
mình sợ mình bị anh Mon cho nữa. Ê, thấy cái đầu của ai giống anh Mon nha. Ê, anh Mon. Ê. Mưa nỗ lực đi ra công cốc hết sao? Ở sau mấy cái miếng mạng đó thấy có đầu nha. Làm sao nó thấy được? Khi nào nó giáp mặt anh Mon mới tính. Bạn ơi, anh Mon đang chạy đuôi với Thư nha. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, lực lượng. Bé báo nó bị giữ đời rồi. Là thời gian của bé báo cũng kết thúc rồi. Thư nó khóc rồi các bạn. Nỗi lần Thư khóc là 4-5 tiếng nó mới ngừng. Cái gì vậy bạn ơi? Ok, video khá là dài đó các bạn. Cho nên anh Mon quyết định rồi cuối cùng sẽ đi bắt những thí sinh khác, đó chính là Thành, ông Sáu. Ok, đây là một trong những cái người chơi hay nhất của team luôn nha. Và không biết là cái đợt đi bắt này của Thành có siêu cấp vũ trụ không ha? Hơi bị bờ rồi. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu với phần bắt của Thành. Ok, đi. Và Thành sẽ có 25 phút. Thì khi nào Thành đặt cái banh xuống và hạ bấm giờ. Đợt này để đổi gió thì anh Mon sẽ cho Tài đẹp trai sẽ thực hiện cú sút này. Cố lên. Chạy các bạn ơi, chạy thôi. Trời ơi. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Sâu. Sâu ra, trốn sâu. Yeah. Mình đã thấy chỗ trốn rồi nha các bạn. Rồi, ngon ngon các bạn ơi. Thầy chỗ này chỗ cũ nè, mà thằng thầy nó chưa biết anh Mon chỗ này lần nào đâu. Giờ mình nghi nó là ở đằng kia lắm nha các bạn. Cho nên mình sẽ đi hướng qua bên đây. Ủa? Bây giờ thì đi kiếm chỗ trốn ổn định nha các bạn. Thấy Tài, thấy Nhi ở gần cái ghế đá đằng sau cái sân nhà văn hóa thể thao Nguyễn Cầu Kè. Mới trốn chưa được nóng chân nữa các bạn. Phân tâm. Giờ mình sẽ đi ra cái đằng sau bể bơi này để kiếm tụi nó nha các bạn. Đợi một lát nữa thằng Thành nó đi ra khỏi cái khu vực trái bành thì mình sẽ ra giải cứu hai đứa nó. À, không có ai rồi các bạn ơi. Thành nó hay quá các bạn ơi. Mình thử đi lên trên lầu nữa rồi. Thì mình mong nó đánh loạn xạ sàn ngầu hết trơn rồi. Giờ mình sẽ bật Haki Bá Dương lên để xem máy này chạy đằng nào. Điện nó bật Haki Bá Dương để mình bật cái khác. Kệ để coi anh Thành đâu rồi các bạn ơi. Không thấy đâu hết. Ây da, cẩn thận. Nó vừa qua mà. Nó đi chưa được xa, nó ở kế bên luôn. Hello, mình sẽ đi qua bên đây nha các bạn. Ây cha, căng rồi các bạn ơi. Yên, im lặng. Nhanh lên, Sắp rồi. Chạy ra. Thấy ngon, thấy sâu. Anh Mon đã hy sinh sâu để trách làm vị trí của anh Mon. Mưu hèn kế bẩn. Trong một cuộc chiến lúc nào cũng phải có hy sinh thôi. Sao? Đố Thành bắt được mình. Mình thấy bé này nó nói không có ai là mình thấy nghi rồi nha các bạn. Thiệt là hồi hộp thì gây cấn các bạn ơi. Không có ai. Mình sẽ thấy chị Vy. No. Tồn. Giờ mình chỉ cần dẹt đi kiếm anh Mon với Ngân Chuồng nữa là mình win nha các bạn. Mình sẽ xuống cứu mấy đứa kia. Nhờ sự hy sinh của Sâu và chị Vy nên anh Mon vẫn tiếp tục giữ được vị trí của mình ở trong này. Thành vẫn chưa biết anh Mon sẽ là một lá bài chót, một át chủ bài để cứu mấy người khác. Mình đang đi ra đằng trước. Anh cứ chạy trước em. Tin em. Chết rồi. Mình đã cứu đồng đội nha các bạn. Mình đã tập biến. Đi lên trên này nha các bạn. Hồi nãy mình rất là sợ luôn. Mình sợ là cái lực chân mình yếu đá sẽ không được xa. Để cứu đồng đội ai ngờ cũng được xa xa chút nha các bạn.
giờ mình chỉ cần việc kiếm anh Mơ, thằng Tài với Ngân là mình cũng đủ thắng rồi. Tại hai mấy đó gánh tem á các bạn. Với lại mình cũng phân tích cái đường đi của mấy tụi nó rồi. Thì Ngân nó chạy đẹp vào hướng này nè. Rồi còn mấy người kia sẽ chạy sau bên kia. Thì mình cũng thấy một người nha các bạn, lú cái đầu ra chẻ hai mái á. Hả? Khẩu vậy mà. Mình đã thấy con Ngân rồi nha các bạn. Sao? Đông đông đông. Mình nghĩ mình sẽ liều mạng đi vô cái nhà này nha các bạn. Tại nãy Ngân nó cũng vừa chạy vô này luôn. Mình sẽ cố gắng như vậy cứu mình sau nha các bạn. Nhất định phải làm được. Chuyện quan trọng nhất mà anh Mơ cần phải làm đó là giữ được cái chỗ trốn này, không cho thằng ông Sáu biết. Mình nghĩ mục tiêu cũng gần gần đây thôi. Ngân nó ở vòng vòng đây, cho nên mình sẽ đi kiếm. Ê, nó đang đi lại chỗ Ngân rồi các bạn. Mình sẽ có cơ hội đi đó cho anh. Các bạn ơi. Somebody. Thấy Tài thấy Nhi, thấy Tài thấy Ngon thấy Sâu, tùng tùng tùng. Thằng Thanh nó bắt được Tài với Sâu nha các bạn. Chỗ này nó rất là đặc biệt, có thể nhìn được cái chỗ đá banh và sẽ biết được mọi hành tung của Thành. Đằng này anh Quang quyết định phải cho Thành nó giữ đường luôn nha các bạn. Thấy Nhi, đằng sau bức tường gần cái nhà xanh. Tông. Mình sẽ đi vào hướng này cho nó an toàn để dễ quan sát mấy kia hơn nha các bạn. Thì ở đây không có ma nào hết trơn. Không có thằng Thành chạy xuống các bạn. Không có ma nào, con bay. Coi con bay coi. Cái ma này các bạn ơi. Thấy nào rồi. Có sao Ngân? Dạ dạ mày cố lên Ngân ơi, cố lên. Đây này Ngân đây nè. Bây giờ mình đau chỗ này nè. Một vụ gia chạm khá là lớn nha bạn, biết biết Ngân nó khỏe không đó. Anh thấy gia chạm rất là mạnh luôn á. Thôi sợ nó u đầu quá à. Nếu mình đi thằng Thành nó đập vô chỗ này nha các bạn. Thấy thằng Tài. Tùng tùng Tài. Chứ banh nó chạy gần tới chỗ đó, cái nó thấy Tài cái nó tùng ngay chỗ đó luôn. Mình nghi con Ngân nó rất là thích leo trên lầu. Mà chỗ này đâu có cho leo trên lầu đâu. Ngân này thiệt tình chứ. Thấy ngon. Biết ngay mà leo trên lầu. Nhi đi hướng bên kia, anh đi hướng bên này. Có nếu, gì giải cứu được. Nếu thằng Thành nó phát hiện Cưng thì Cưng sẽ cố gắng làm cho nó lại gần Cưng càng nhiều nhất có thể càng tốt. Đặng anh giải cứu. Đúng rồi, để anh đi hướng cái anh cứu. Ok. Ok, triển khai thôi. Thằng Thành nó chơi hay quá. Anh Thành chơi ấy vô quá à. Vậy thôi cho anh đi trốn quá. Ok, thôi để con bàn thì anh sẽ đi trốn lại. Ok. Bây giờ anh sẽ đá để một mình anh đi trốn. Ai không? Anh đi đá thì mình nhìn thấy anh là sao? Một mình anh đi trốn thôi. Đúng rồi. Tiếng bước chân của đứa nào. Nãy giờ trốn này gì? Trời ơi, đệ tử của tôi nó ra đây nó tặng cho tôi dễ bị phát hiện cái gì nè.
các bạn ơi, mình giữ được 4 con chuột con rồi, giờ còn 2 con chuột lớn nữa thôi. Vậy hả? Anh Thành đi, đang tìm anh ơi. Anh Môn à. Anh Thành tìm anh Môn hả? Ừ, nhưng mà nếu em đứng đây là anh Thành biết chị ở đây á. Thấy chưa, gọi đối tượng Trần Vy Vy bị phát hiện á. Chị Vy, đứng sau bức tường gần thằng em của thằng Đạt. Trời ơi, đệ tử của tôi. Tông tông tông. Anh Môn, tôi xong không? Anh Môn mệt quá, anh Môn thở như cuốn luôn rồi. Anh Môn cố gắng hết sức. Không sao đâu. Chỉ có một khoảnh khắc thôi, mà Môn không cứu được tụi kia. Thấy nha, mặc áo màu xanh mà cái quần ngắn, đằng sau cái bút trung tâm văn hóa thông tin và thể thao. Rồi rồi, tới công chuyện này. Các bạn ơi. Hết thời gian cũng mấy phút rồi đó. Mình nói chi tiết vậy mà. Ủa, vậy hết thời gian lâu rồi. Ừ. Vậy là hết thời gian lâu rồi. Hết thời gian rất là lâu rồi. Anh cho em làm chứng.